Trung Sĩ Đông Chuyện trước 75 Tác giả Hồ Xuân Ngọc Ôm Tiếng nổ của trái lựu đạn bị tức nước nghe ngắn gọn, hầm hực cùng cột nước bốc lên và tóe ra như hình cái nấm, rồi rơi ngược xuống mặt biển. Đàn cá bị sức ép hất tung lên, giấy dùa phơi bụng trắng phau trên mặt nước còn sủi đầy bọt. Đứng trên gành đá, hạ sĩ nhất quân cảnh Lê Văn Ngọ say mê nhìn chiến lợi phẩm sau cú ném chính xác của mình. Dưới con mắt kinh nghiệm của Ngọ, ít lắm cũng phải trăm ký ngoài. Nếu tính theo thời giá hiện nay ở Phú Quốc, thì tệ lắm cũng được 80 đồng một ký. Trái lựu đạn mua 500 từ ông thường sĩ tường thủ kho đạn đã thâu về một lời nhuận đáng kể. Ngọ quay lại ngoắt trung sĩ Huỳnh Văn Đông, người bạn thân cùng đơn vị mà cũng là kẻ hùng hạp trong dịch vụ ném cá, đang loay hoay sau gần đá. Ngọ la lớn. Khẩm rồi Đông ơi, xuống hốt lệ hôm thôi sống kéo hết cá ra ngoài đa. Miệng nói cái chân thằng ngọ đã thọt xuống mé nước, xong đứng lại chờ thằng Đông. Rồi mỗi thằng cầm một cái bao bổ sải lẹ ra chỗ đàn cá còn đương lớp ngóp thở, chụp thảy vô bao. Hốt đồ 15 phút, hai cái bao đã đầy nhóc cá, Ngọ dòm mớ cá còn nổi lình bình xung quanh. Nó chặt lưỡi tiếc rẻ. Phải chi đem thêm vài cái bao nữa thì đã quá. Đồng phản đối nhẹ. Từ đây về tới tiểu đoàn cả cây số, vắt một bao muốn lời trê, chứ nhẹ sao mà còn đòi thêm. Ngò chắc lưỡi. Ây, ai không biết vậy nhưng bỏ phí như vậy thấy cũng sót bụng cho mày đông và ngọ ì ạch tải hai bao cá về tới tiểu đoàn thì trời cũng đã nhá nhem đám gia đình binh sĩ của tiểu đoàn chính quân cảnh bu lại như kiến loáng một cái hai cái bao cá bán sạch không còn một con tổng kết đông và ngọ thu được gần mười ngàn. Hai thằng khoái quá tính dẫn nhau ra câu lạc bộ đẩy vài chai bia ăn mừng thì có lệnh gọi lên trình diện đại đội trưởng. Đại úy Hồ Ngọc Sướng đợi cho hai thằng thuộc hạ đứng nghiêm trước mặt mình vài phút, rồi mới tà tà hỏi móc họng. Hai em lúc này mừng ăn khá quá hả? đồng ngó thằng ngọ rồi ấp úng. Dạ, cũng qua ngày đạn tháng thôi đại quý. Bữa nay hai em bán được bao nhiêu? Đồng lý nhí trong cổ hồng. Dạ, cũng không nhiều lắm, cỡ 10.000 thôi. Đại úy sướng cười gằn. Hừm, 10 ngàn mà không nhiều, Lương của quà chưa tới ba chục một tháng. Mấy em ngày nào cũng đi quăng cá, một tháng ba chục ngày. Thử hỏi mấy em kiếm vô bao nhiêu? Hai đứa sáng quá cha rồi còn gì? Dạ, đâu có sướng. Chợt thấy mắt đại úy sướng lâm lâm nhìn mình. Biết phạm húy của đại úy. Đồng trở liền. Dạ đâu có sáng đại úy Thay đồng hiểu ý Đại úy sướng dịu dòng Không phải qua muốn làm khó tụi em Xong cũng vì vụ quăng lựu đạn ném cá của mấy em Mà cấp số lựu đạn tồn kho của đại đội sút giảm đáng kể Qua muốn tình trạng này phải chấm dứt Bắt đầu từ ngày mới Nếu mấy em tái phạm qua sẽ dùng biện pháp gắt gạo để trừng phạt Đường mừng ăn hưng thịnh Tiền vô ảo ảo Mà bị ngắt đường tài hoạch ngang xương Thứ hỏi ai không giận Nếu hổng vì đại úy sướng là cấp chỉ huy Thì ngọ và đông đã ăn thua đủ Chứ không phải chơi à nhen? Giận tím gan mà cũng phải dằn lòng Ngọ năng nỉ đại úy thông cảm cho em làm thêm vài chuyến nữa kiếm tiền về phép đại úy sướng lắc đầu em làm mấy tháng nay đủ cất nhà lầu rồi còn xin thêm gì nữa ngọ kỳ kèo cho em thêm một tuần nữa thôi không được thấy đại úy sướng có vẻ cương quyết ngọ ráng năn nỉ cầu may hay đại úy thông cảm cho em thêm một lần nữa chỉ một lần nữa thôi dòm gương mặt thểu não của ngọ đại úy sướng cũng cảm thấy mũi lòng thôi được ngày mời cho hai em đi quăng cá lần chót đó là qua cũng thông cảm hết mình rồi đa nhưng qua cũng báo trước sau cú này mà còn tái phạm thì đừng trách qua hỏng vì tình. Cái câu lạc bộ có sân khấu giả chiến nằm ngay lòng thung lũng, bao quanh bởi mấy đồi sim tím, coi tình tứ thơ mộng hết sức. Lính tráng của tiểu đoàn chính quân cảnh gác tù Phú Quốc, nhờ có cái câu lạc bộ này nên cũng đỡ nhớ mẹ hiền hôm thôi chắc cũng nổi điên hết ráo bởi vậy mỗi lần bán cá xong tiền bạc rủng rỉnh là ngọ và đông kéo nhau ra đây lai rai vài chai tiêu sầu bữa nay thay vì phải vui vẻ đẩy nhẹ vài chai đưa cây như mọi khi nhưng vì cái vụ ngăn cấm của đại úy sướng nên đâm rà mất hứng Thằng Ngọ hớp ngụm bia mà nghe đắng ngét trong cổ họng. Còn mấy tuần nữa mãn nhiệm, được về làm nhiệm vụ tại quê nhà. Định ráo riết kiếm thêm mớ tiền đem về cho má nó sửa nhà. Ai về bị cản trở như vậy, coi có tức hồng chứ. Mỗi người lính quân cảnh phải ra phục vụ ở đảo Phú Quốc hai năm mới được thuyên chuyển về đất liền. Nó rầu rầu nói với đông đương ngồi bí xị kế bên. Tao còn hai trái lựu đạn. Mời đem ra biển chơi tuốt luôn cho rồi. Nhớ đem theo năm sáu cái bao nhang đông. Kệ, lần chót ráng chịu cực chút xíu nhăn mày. Chiều hôm sau, khi tiếng kẹn báo hiệu tan việc vừa dứt, thì ngọ và đông đã nai nịch sẵn sàng rồi kẻ trước người sau cuốc bộ qua hai ngọn đồi thấp đi ra biển. Đứng trên gột đá, lấy tay che bớt ánh nắng mặt trời chói lòi của buổi chiều tà. Ngọ chăm chú nhìn xuống những đợt sóng nhỏ lăn tăng vỗ vào bờ. Đợi gần nửa tiếng, vẫn không thấy đàn cá nào dạt vô. Tính đúc lại chốt trái lựu đạn đương cầm trong tay, thì lờ nhờ dưới những ngọn sóng một đàn vừa cá vừa mực tà tà được sóng đẩy vô bị ánh nắng làm chói mắt ngọ ngoài người ra nhìn cho kỹ trước khi quăng trái lựu đạn ai ngờ nó mất thăng bằng chới với mấy cái rồi ngã nhào xuống mặt nước phía dưới với trái lựu đạn đã mở chốt sút khỏi bàn tay ùm um. Nước biển xanh bỗng suối bọt đen ngòm vì những ống mực phúng ra từ đàn mực. Lẫn trong những xác mực và cá lều bều trên mặt nước, còn có thêm xác của hạ sĩ nhất Lê Văn Ngọ thuộc đại đội D9, tiểu đoàn chính quân cảnh, đồn trú tại Phú Quốc. Lúc đó trong trại giam tù binh Cộng sản B9 trực thuộc quyền kiểm soát canh giữ của tiểu đoàn chính quân cảnh, có một cuộc họp quan trọng dưới sự chủ tọa của Thượng úy Bùi Bình Bào, tự Bảy Bào. Gần 100 người tù binh ngồi ngay ngắn trên giường trong sam dài lợp tôn hỏng vách B9. Vách ở các trại giam cách mặt đất khoảng một thước, để dễ quan sát sinh hoạt bên trong và ngăn ngừa tình trạng tù binh đào hầm tẩu thoát. Lắng nghe lời thuyết trình của Thượng úy Bảy Bào. Trong thời gian gần đây, cứ vào mỗi buổi chiều ta lại nghe tiếng nổ của đạn pháo từ xa vòng lại. Thiệt là một dấu hiệu hết sức phấn khởi. Các đồng chí có biết tại sao không? Một đồng chí cò mồi trong băng sách đồng của Bảy Bào được bí mật gài ngồi lẫn lộn ở dưới làm bộ rụt rè nói vọng lên chắc bộ đội ta đang tìm cách gây rối để đánh giá lực lượng địch trước khi đổ bộ giải cứu toàn thể anh em đồng chí ở đây mắt thượng úy bảy bào sáng lên hài lòng đúng đồng chí thiệt sáng suốt đó là lý do tại sao tôi triệu tập các đại biểu từ mấy sam khác về đây hội nghị chiều nay. Các đồng chí cũng biết, những anh em bên ngoài không quản ngại hiểm nguy, đương tìm cách giải cứu chúng ta khỏi bọn nguy ác ôn. Để hỗ trợ cho công tác đó chống thành công, chúng ta phải tích cực phối hợp đấu tranh, gây rối loạn trong hàng ngũ địch bằng cách tuyệt thực chống đối, đề cao tinh thần cách mạng bất khuất khiến quân thù phải khiếp vía trong khi chờ đợi mật lệnh từ bên ngoài tôi đề nghị các đồng chí khẩn trương chôn giấu thiệt nhiều cơm khô cá mặn chờ lúc thuận tiện sẽ phát động ngay cuộc đấu tranh kiên cường của chúng ta xin phép giải thích thực phẩm được giao thẳng vào trại giam để tù binh tự nấu nướng theo lời yêu cầu của họ lợi dụng tình trạng này, tù binh sử dụng những thùng dầu ăn, nước mắm, rồi bỏ cơm và cá đã phơi khô, chôn xuống đất dự trữ cho mấy cuộc tuyệt thực trong tù. thượng úy bảy bào say mê hùng mang trợn mắt nói văn nước miếng. Vẽ ra hình ảnh huy hoàng của ngày bộ đội ta giải phóng toàn bộ đảo Phú Quốc chỉ tội cho đám tù binh thiệt thà tin tưởng mê mẩn cả thần hồn mơ tưởng đến ngày được giải phóng về lại rừng xưa trở lại chuyện của ngọ sau ngày ngọ tử nạn đông buồn lắm mỗi ngày khi rảnh rỗi nó hay ngồi trên lô cốt canh tù việc canh tù giao cho những người lính Nhiệm vụ của hạ sĩ quan là kiểm soát việc canh gác và sinh hoạt trong các trại giam. Đề hướng cặp mắt buồn rầu nhìn về phía bãi biển đã vùi thay thằng bạn thân thiết. Xác thần ngọ giờ này đã nằm yên dưới ba tấc đất nơi quê nó, đâu đó trong đất liền. Mà sao đông vẫn mang cảm giác ngọ còn quanh quẩn đâu đây? nhìn cái dàn nã treo toàn ten nơi vòng gác, rồi nhìn những viên đạn đất sét vo tròn nằm phơi trên bao cát. Đồng nghe cây xè trong mắt. Từ nay mất hẳn bạn hiền. Đồng đâu còn lòng dạ nào để xài cái dàn ná và những viên đạn đất này nữa. Chẳng là như vậy, mỗi khu trại giam gồm chín dãy nhà lợp tôn, gọi là Sam nhốt trên dưới 900 tù binh cộng sản. Ngoài mấy lớp kẽm gai bao bọc xung quanh, còn có những lô cốt đặt bốn phía ngoài cùng để canh giữ. Trong khu trại giam cũng có nhà bếp để tù binh tự túc nấu ăn theo yêu cầu của họ. Thực phẩm được cung cấp bởi nhà thầu nước ngoài, đúng theo tiêu chuẩn công pháp quốc tế về tù binh đòi hỏi dưới sự giám sát của ủy hội quốc tế mỹ và việt nam cộng hòa nói thiệt tù binh cộng sản được đãi ngộ còn hơn mấy người lính quân cảnh gác tù từ bao gạo thơm gà đông lạnh rau cải tươi thịt hộp mọi thứ đều được chở từ thái lan rồi giao thẳng vào trại để mấy người tù binh tự nấu mỗi sam đều có cầu tiêu, nhà tắm hẳn hoi. Ngặt cái mấy vị tù binh mỗi lần đi đái không chịu vô nhà cầu, mà cứ ra gần hàng rào đưa mông chĩa súng vô mặt mấy vị quân cảnh ngồi gác trên lô cốt để chọc quê. Có nhiều vị còn làm tới, móc thằng em ria về hướng lô cốt là lớn. Súng của mấy em là súng giả, thấy súng của qua không? nòng bự bằng cùm tay, ria mạnh như vậy mới là đồ thiệt chứ. Ai như nòng súng M16 của mấy em, chỉ bự bằng ngón tay úp thì mần ăn cái nỗi gì. Vì đã có lệnh không được đánh đập, chửi bới, bắn tù, nên mấy vị quân cảnh bị khiêu khích, đành làm thinh chịu trần. Nói nào ngay, bị chọc thét rồi cũng phải nghĩ ra biện pháp để ngăn chặn chứ. Bởi vậy, nhóm quân cảnh canh tù mới nảy ra sáng kiến chế mấy cái dàn ná, dùng đất sét vò viên làm đạn bắn vô mong đích mấy vị tù binh để dằn mặt. Cứ mỗi lần vị tù nào lắc mông trắng nhách ra ghẹo là phe ta dường ná nẹt liền. Chỉ nẹt mông thôi chứ không dám nẹt thẳng vô súng của mấy vị tù binh đời mà. Ai cũng biết súng đạn vô tình. Đâu biết chừng nhắm nòng súng mà đạn đi thẳng vô hai hòn non bộ của mấy vị đó, thì chỉ có nước đứt chến ngay tại chỗ, chứ không phải chơi nhen. Chính ngọ đã tặng đông cái dàn ná đường treo trên cây cột của lô cốt. Nhớ hồi hai đứa thường ngồi chơi trong lô cốt này ngày nào cũng có chuyện cười ra nước mắt. Mỗi lần thấy vị tù nào mon men tới gần hàng rào, là đông và ngọ dương ná chờ sẵn. Đợi vị tù ria xong, rùng mình mấy cái, quay đích trở vô sam là hai đứa nẹt liền. Chạch! Úi giời! Ai da! Chu choa! Ui chào! Bị trúng đạn đất, vì tù nhảy nhổm lên như bị điện giật. Rồi vừa hít hà xoa mông, vừa cà thọt lũi lệ vô sam. vừa theo tiếng rú của nạn nhân, ngọ và đông sẽ đoán được gốc gác của người đó thuộc miền nào. Bởi vậy, giờ đây nhìn tới cái dàn ná, trách gì đông hỏng ứa nước mắt sao được. Đã hơn một tháng trôi qua. Chiều về vắng hẳn tiếng nổ lựu đạn quăng cá của ngọ. Không biết Thượng úy Bảy Bào giải thích với đồng chí của ông ra sao về việc đó, mà Sam Tù B9 vẫn bí mật học hành liên miên. Và chiều nay, buổi họp lại khai mạc xôn xao ở Sam B9, đứng trên cái giường gỗ dùng làm bục diễn thuyết tay cầm miếng bông gòn chậm nhẹ nhẹ lên cặp môi sưng vèo bầm tím. Đồng chí Bảy Bào nói một cách khó khăn. Thời điểm đã chín mùi cho kế hoạch của chúng ta. Theo báo cáo của các đồng chí phụ trách về lương thực, thì số lượng gạo mắm chôn giấu đủ khả năng cung ứng thực phẩm cho toàn khu nguyên một tuần lễ để hoàn tất đúng chỉ thị đề ra từ cấp lãnh đạo ở ngoài. Tôi yêu cầu toàn bộ anh em đồng chí khu B9 triệt để thi hành cuộc tuyệt thực chống đối vào rạng sớm ngày mới. Cuộc đấu tranh gây tiếng vang về chính trị này sẽ kéo dài cho đến khi nhận được chỉ thị mới từ các đồng chí lãnh đạo bên ngoài. Thay vì rỗn rãng hùng hồn như những lần trước, Lần này giọng bảy bào chỉ phèo phào, lẫn lộn cùng tiếng hít gió vì thiếu mất hai cái răng cửa. Cặp môi sưng vẹo cũng làm giảm đi hào khí ngất trời trên gương mặt góc cạnh của thượng úy bảy bào. Nhìn cái thằng cò mồi năm vừa ngồi dưới kia mà tức cành hông. Cũng tại nó nên bảy bào mới ra nông nổi này Ai đời ăn đạn ná của mấy thằng quân cảnh ngụy bị vẹo mông hết mấy lần, mà năm vừa cũng hỏng tởn, cứ chổng khu ra chọc mấy thằng quân cảnh. Để rồi trời xuôi đất khiến, nhằm lúc thằng quân cảnh dương ná nhắm cặp mông lép của năm vừa, thì bảy bào đúc đầu đi tới. Không biết viên đạn đất có hận thù cá nhân gì với bảy bào không? mà thay vì nẹt vô mông năm vựa, nó lại đổi hướng đi cái bụp ngay mỏ bảy bào. Nói thiệt, xét đánh cũng chưa chắc đau bằng à nhen. Mỗi lần rọi kiến, thấy cái mỏ trần vần như lỗ đích trâu của mình mà đâm hận cái thằng năm vựa. Liếc nhóm đồng chí ngồi nín khe bên dưới. Bảy bào hỏi lấy vì có đồng chí nào muốn phát biểu gì không? Một cánh tay rụt rè dơ lên. Bố cố đồng chí, tôi xin phát biểu. À, đồng chí tư bốn, khu bộ Nam Ngãi, xin mời. Đồng chí tư bốn, người vừa dơ tay xin phát biểu đứng lên. Anh sửa lại bộ điệu cho nghiêm chỉnh rồi nói với giọng quảng ngãi đặc sệt. Tất quả những gì đàn chí bữa bồ, bảy bào, vừa phát biểu, chúng tôi cùng nhất trí. Riêng quá nhân tôi, xin thay mẹt toàn thể anh em nọn nhân của bọn ngụy Những người đã bị bọn hén bén nóa vô mong tràng lúc đoàn đứng đứa, đái. Đề nghị đàn chí tích cực phóng ảnh lên cấp chỉ huy của bọn chúng để có biện pháp thích ứng chấm dứt ngay hành động toàn óc này. Xin chấm dứt vò, cảm ơn đằng chí bữa bồ. Cũng nữa, cũng bữa bồ nữa. Bữa là hồi còn ở trong rừng. Lâu lâu trúng mánh dụ được mấy em văn công. Rồi đợi đêm về dẫn em dựa đại gốc cây bữa quấy quả thiệt lệ cho qua cơn. Xong kéo quần hồ biến. Chứ không thôi lỡ gặp mấy thằng biệt kích tuần thám của bọn ngụy bất thần ào tới, thì chỉ có nước chảy súc dép lốp. Có khi còn mất luôn cái quần lót vá chằng vá đục, chứ không phải chơi. Còn bây giờ, giờ ở trong tù bồ đâu mà bữa, Hổng lẽ bữa đích nằm vừa? Bao nhiêu lần dặn dò, khuyên nhủ cái thằng tư bốn này phải ráng đánh vần cho đúng tên bảy bào của mình. Mà lần nào nó cũng kêu bữa bồ trước mặt bá quan văn võ. Làm mất uy tín chính trị, coi có tức hồng chứ. Cố dằn cơn giận, bảy bào nói. Các đồng chí cứ yên tâm, chính tôi chỉ vô cặp môi bầm tím của mình bẫy bào gằn mạnh cũng là một nạn nhân mà bằng chứng còn ràng ràng trên mặt tuy nhiên vì cách mạng chúng ta hãy tạm thời gạt bỏ những hận thù cá nhân mà lo cho đại cuộc đấu tranh sắp tới bây giờ yêu cầu các đồng chí khẩn trương lắng nghe kế hoạch tôi trình bày sau đây rồi cùng nhau học tập cho thông suốt trước khi phát động. Ngưng lại đón ly nước trà từ tay người cần vụ. Bảy bào ực một ngầm cho thông cổ. Cặp môi sưng đùng phải trà nóng đầu thấu ốc. Mối thù này nhất định phải trả, không phải là ngày mơi, ngày mốt hay một ngày nào đó, mà phải là ngày hôm nay trong ốc thượng úy bảy bào bỗng lóe lên một ý định táo bạo ngoài những dự tính của chương trình đã vạch sẵn ý định bắt cóc mấy thằng quân cảnh tuần tra trong khu trại giam để tạo thanh thế cho cuộc nổi dậy khoái chí với kế hoạch mới mà cũng nhằm trả thù cho cặp môi bị đề phô của mình bảy bào hồ hởi ban chỉ thị chút nữa đây khi tiếng kẽn báo hiệu giờ tập họp về Sam. Các tổ hành động của mỗi Sam phải cố gắng tóm cổ ba thằng trung sĩ ngụy tuần tra trong nội vi trại giam làm con tin. Sau đó ta sẽ phát động cuộc đấu tranh tuyệt thực của toàn trại. Các đồng chí nhất trí chưa? Nhất trí! Xin giải thích Mỗi khu có ba trung sĩ quân cảnh đi tuần tra trong trại giam vào mỗi buổi chiều để kiểm soát nhân sự. Ba vị quân cảnh này không đeo súng ống gì ráo. Chỉ mang ma trắc và một cây gậy có đầu nhọn để chọc xuống đất thăm dò coi tù binh có đào hầm hay chôn giấu tài liệu gì không. Số trung sĩ đồng năm nay xui xẻo, bị sao chổi trà, chiếu ngay mỏ ác. Vụ thằng bạn bỏ mạng tháng rồi chưa kịp ráo nổi sầu, thì lại bị thêm vố nữa còn ngặt nghèo gấp bội. Nói nào ngay, nhờ có chút vỏ và lá bùa lỗ ban đeo trước ngực phò trợ, chứ không thôi đồng cũng khó mà bảo tàng tính mạng. Chẳng vậy, nghe cái bữa mấy ông thần nước mặn khu B9 tổ chức bắt cóc đấu tranh tuyệt thực thì lại tới phiên đông tuần tra ở đó. Hồi nào tới giờ, quân cảnh đi kiểm soát trong mấy khu giam giữ đâu có đeo súng ống gì. Chỉ gài cây mà chắc ngang hông, tay cầm gậy nhọn chọt chọt trên mặt đất, dò tìm coi tù có chôn giấu đồ gì hoặc đào hầm tẩu thoát hông. Chứ chưa có chuyện gì rắc rối xảy ra hết. Bởi vậy cái chuyện ba vị quân cảnh vừa đi vừa chọt giữa trại giam cả ngàn ông kệ đương lỏ mắt nhìn là việc thường tình. Mấy vị tù binh cũng biết thân cá chậu chim lòng, nên dù có ghét, hận, oán hờn gì thì cũng chửi xéo, chửi động cho đã nư. Chứ nào dám đụng tới ba tay quân cảnh kiểm soát này. Tiếng kẻn chiều vừa nổi lên thì Đông còn đương cầm gậy tà tà trên lối đi giữa hai dãy giường trong sam bảy bào. Đông lấy làm lạ. Không hiểu bữa nay tụi tù mắc chứng gì mà kéo cả bầy theo sau lưng nó. Trên mấy khuôn mặt tết màu thân đó còn nở rộ nụ cười cầu tài, hết sức khả nghi. Đường nghi vấn trong đầu thì đám tù sau lưng đông bỗng dạt ra bao nó vô giữa năm vừa, vai choàng khăn rằng y chang kép cải lương minh cảnh đương diễn tùng trên sân khấu điểm mặt đông chính tên này đã bắn vô mong tôi nhiều nhất bữa nay tôi phải bắt nó đền tội trước nhân dân y quên phải đền tội trước mặt các anh em đồng chí nhiều tiếng nhốn nháo phụ họa đủ giọng ba miền đất nước. Mẹ bố tiên sư cha nhà nó, tôi cũng bị vỡ mong vì cái thằng phải gió này. Cứ mong nó mà tương cho đấm vào. Đập chết choa hén cho rầu các đoàn chí ơ. Móc mắt nó ra trộn gỏi sứa nhậu đi, nghe bác nháo mấy bản án khủng khiếp của cả đống quan tòa. Đồng thiếu điều muốn đi tước trong quần. Thôi rồi, cú này chắc gặp bạn hiền nơi chính suối. Nghĩ tới cái chết, bất giác đông rùng mình té hụt xuống mặt đất. Tưởng đông làm bộ xỉu, năm vừa để liền cú dò lái vô hồng đông. Ai về cú đá của năm vừa lại khơi màu cho trận đòn thù. Hàng chục cú đấm, cú đá bay tới tấp lên thân hình co quắp của đông. Cứ mong nó mà đột các đồng chí ơi. Đám tù đương say máu bề hội đồng thằng Đông thì có tiếng nạt lớn. Ngừng lại. thượng úy bảy bào đứng chống nạnh trên giường gỗ mặt hầm hầm. Ai ra lệnh cho các đồng chí đánh đập tù nhân? Mọi cặp mắt đổ dồn về hướng năm vựa. À, cũng lại cái thằng năm vựa này. Bảy bào châu mày nhìn năm vựa, Tưởng giúp đỡ trâu chuốt để nó nên người. Ai về lại gánh thêm họa vì nó. Cặp môi bảy bào bị đề phô cũng vì nó. Rồi đây cách mạng mang tai tiếng đánh đập tù nhân cũng tại nó luôn. Một cái thằng thiếu tác phong, thiếu đạo đức cách mạng như nó, làm sao có thể cất nhắc lên làm chuyện lớn? Liết xéo năm vừa lần nữa để cảnh cáo, bảy bào nói. Các đồng chí đã hành động quá trớn làm mất chánh nghĩa đấu tranh. Ai dạy các đồng chí đánh đập tù nhân? Ai dạy các đồng chí chửi thề lỗ mãn thiếu văn hóa như vậy? Từ nay trở đi, nhất nhất đều phải chờ chỉ thị của tôi, không được làm càng. Đồng chí nào không chấp hành nghiêm chỉnh, sau này sẽ chịu trách nhiệm trước mặt trận. Một bóng người từ bên ngoài chạy vụt vào, đứng trước mặt thường úy bảy bào, thở hổn hển. Báo cáo đồng chí, hai trung sĩ ngụy kia đã chạy thoát ra cổng rồi. Bảy bào hằng học hỏi. Cá trăm mạng bên đó mà bắt hỏng được một thằng sao? Vì đồng chí mới chạy vô, lấy tay xoa xoa cục u trên trán ấp úng. Nó chạy lẹ quá đồng chí ơi. Tôi tôi rượt theo muốn thắt họng mà không kịp. Đã vậy tôi còn bị nó chơi ngược cú cò chuỗi. Y quên, quỳ chỏ vô trắng đầu thấy ông vải luôn. Thấy thằng em đồng chí nhăn nhó xoa bóp cục u trên trán thảm quá. Nên bảy bào cũng mũi lòng nén giận, nói. Thôi, dù sao mình cũng giữ được một thằng ở đây bây giờ các đồng chí đỡ nó lên giường trói lại rồi liên lạc với các sam khác cùng phối hợp hô hào đã đảo suốt đêm nay lúc bấy giờ ở bên ngoài tiếng kẽn báo động đập liên hồi trung sĩ quân cảnh võ văn tẻo và trung sĩ lê văn bạch phá được vòng vây của đám tù binh chạy thoát ra cổng đương báo cáo tình trạng bị giam giữ của Trung Sĩ Đông trong Sam B9 với Đại úy Sướng. Đại úy Sướng cấp tốc điện thoại lên thiếu tá tiểu đoàn trưởng Bùi Có trình bày sự việc. Nghe tin dữ, thiếu tá có ba giò bốn cẳng dọc lẹ xuống Sam B9 liền. Trong lịch sử trại tù ở Phú Quốc đây là lần đầu tiên xảy ra vụ bắt cóc nổi loạn của tù binh cộng sản. Thiếu tá có giận lắm, đưa nguyên một đại đội bao kính Sam B9, rồi đứng ngay cổng bắt loa kêu gọi phải giao trả Trung Sĩ Đông ra ngoài. Lời ngon tiếng ngọt dù dỗ muốn hết pin của cái loa giả chiến cầm trên tay mà không thấy hồi âm từ phe bẫy bào bực mình, thiếu tá có ráng hét vào chiếc loa đã rè vì yếu pin bằng giọng đanh thép dần dữ. Lần chót, tôi ra lệnh cho quý vị trong thời hạn một giờ đồng hồ phải thả ngay trung sĩ đông. Nếu không tôi sẽ cho binh sĩ nổ súng vào Sam. Đáp lại lời kêu gọi của thiếu tá có là bản nhạc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vọng ra từ sam B9. Như cái tác nhán lửa vô mặt tiểu đoàn trưởng có. Cho lính ùa vô thì không dám. Mà ngồi đây để tụi tù tụ binh chọc giận thì quê quá. Thiếu ta có bực bội đi tới đi lui. Nghĩ hoài không biết phải giải quyết sao cho êm thấm. Thiệt tình mà nói, thiếu ta có tuy tánh tình nóng nảy nhưng bản chất hiền hòa được lòng lính tráng dưới quyền. Ông cũng thường nhắc nhở binh sĩ không nên hà hiếp đối xử bất công với mấy vị cộng sản, mà phải thi hành đúng theo những điều lệ quy định bởi công pháp quốc tế về tù binh. Bởi vậy, mấy vị tù binh mới được thông thả an nhàn, rồi nhân cơ hội làm tới như tối nay. Một tiếng trôi qua, rồi một tiếng nữa. Trời đã tối mịt, mấy cái đèn pha từ lô cốt rọi sáng rực phạm vi chung quanh khu B9. Chính dãy nhà tôn nằm thành ba hàng dọc vắng vẻ. Bên ngoài không một bóng người đi lại. Chỉ có âm thanh vang rền của mấy trăm cái miệng hò hét vẳng ra từ bên trong như thách thức đại đội A của tiểu đoàn chính quân cảnh bụng đói, cổ khô, chờ lâu đâm quạo. Thiếu ta có biểu thằng tài lọt. Em chạy về văn phòng của qua lấy khẩu AK đem tới đây. Thằng tài lọt ngớ ngẩn hỏi. AK nào? Ở đâu ông thầy? Thiếu ta có nổi sùng, gắt. Cây AK-47 thiếu ta khương tịch thu ngoài mặt trận đem gì tặng cho qua treo chần dần ở văn phòng mà ra vô hoài không thấy sao? Thằng ta lọt cắm đầu chạy thiệt lệ về văn phòng của sếp và trở lại với cây aka cùng băng đạn trên tay. Chẳng nói chẳng rằng, thiếu tá có lên đạn, chĩa nòng súng lên trời để liền một tràng giòn rụng. Tiếng hò hét trong khu bề chính bỗng im bặt dây lát. Rồi chợt ùn ùn hồ hởi vọng ra. Bộ đội ta, tiếng súng AK của bộ đội ta. Các đồng chí của chúng ta đã đến rồi. Này em, em gái Trường Sơn. Ôi em gái Trường Sơn. Ai đợi bắn thị uy mà bị phản ứng ngược như vậy? Bộ trâu sao hỏng tức? giận quá mất khôn, quên bắn trung sĩ đông còn bị giữ trong sam. Thứ ta có hạ lệnh bắn. Nói thiệt, kẹt đồ nhậu bắn bậy chim chóc làm mồi đã thấy ghê tay, chứ đừng nói chi tới chuyện bắn người. Phải chi họ cầm súng trực diện đánh nhau với mình trên trận tuyến thì không nói gì. Đàn này họ là tù binh Tây Không, biểu bắn càng kiểu này ai mà nở dạ. Thiệt tình mà nói, đại đa số lính tráng của tiểu đoàn chính quân cảnh đóng ngoài Phú Quốc toàn là lính sửa lính cậu không hà. Nào có ra mặt trận đánh đấm lần nào đâu. Nhiều vị vừa thấy máu đã say sẫm mặt mày, chứ đừng nói chi tới cảnh phành bụng đứt đầu. Bởi vậy, Lệnh của thiếu tá có ban ra mà lính tráng im re, không ai lên đạn lấy cò gì ráo. Tức mình, thiếu tá có nhảy đỏng lên như đạp phải tàn thuốc, hét lớn vô ô bạc lừa. Tôi ra lệnh cho mấy anh bắn. Ai bất tuần sẽ bị còng qua an ninh quân đội. Một, hai, ba, bắn bốn chữ an ninh quân đội quả có uy lực ghê gớm thôi thì đủ cỡ súng lớn nhỏ thi nhau nhả đạn tiếng đạn nổ xé màn đêm rền cả một góc trời chính dãy nhà tôn tơi tả như tổ ong lẫn trong tiếng lột bột của đầu đạn chạm vào mái thiết còn chen lẫn tiếng rên rỉ của những người bị thương tích gần 5 phút bắn thả vàng thì một chiếc áo thun trắng đầu hàng mới được quăng ra từ sam chỉ huy của bảy bào. Thiêu ta có phất tay. Ngừng bắn. Tiếng súng im bặt. Khu B9 phơi mình dưới ánh đèn pha mịt mờ khói súng. Trong hoang tàn thê lương như mộ địa. Mà không mộ địa sao được bắn như rải gạo kiểu đó, có ba đầu sáu tay, 72 phép thần thông biến hóa như tề thiên đại thánh cũng banh ta lông tại chỗ, cho đừng nói chi người. Tổng kết đêm đó gần 100 nhân mạng bị thương tích lẫn tử vong. Trong số tử vong đó có cả bảy bào và năm vựa. Nói nào ngay, đại đa số lính quân cảnh của đại đội A chỉ bắn đại lên mái tôn cho có vì. Chứ nếu bắn trực xạ thì con số thương vong còn lớn hơn nhiều. Bảy bào năm vừa có quá vãng thì cũng đáng tội. Vì bịa đặt dựng vá vụ bộ đội đổ bộ lên đảo Phú Quốc. Khiến anh em đồng chí của ông nhẹ dạ, hùa theo, gây nên chuyện lớn. Chỉ thương cho những người tù binh vì cả tin nghe theo lời bảy bào đến nỗi phải bỏ thay một cách lãng xẹt biến động ở phú quốc gây nên một con số tử vong lớn như vậy mà báo chí ở sài gòn chỉ đăng tin dè dặt vì sợ gây tác động lớn trên dư luận quốc tế sau biến cố đó thiếu tá có bị cách chức và thuyên chuyển khỏi binh chủng quân cảnh để ra bộ binh Nghe nói sau này ông lập được nhiều chiến công trong những trận đánh ở miền Trung và được thăng cấp trung tá tại mặt trận. Còn Trung sĩ Đông bị bắt cóc làm con tin. Ấy, vậy mà Đông hổng hề hấn gì mới ngộ. Chẳng hồi quân cảnh bắn vô thì bảy bào năm vừa và ban tham mưu chết rạp trên mình Đông. Nhờ vậy mà Đông hổng bị dính viên đạn nào hết. Có điều sau cú thoát chết kỳ diệu này, Trung sĩ Đông bỗng mang cố tật, đứng đâu cũng lấy tay xoa vô mong đích của mình. Chắc tại bị mấy ông tù B9 đột vô mong nó dữ quá để trả thù cho cái tội nọ ná vô đích mấy ổng, nên mới bị ám ảnh thần kinh như vậy. Lóng rầy có ai dạo phố Bonsa, ngay khu Phước Lộc Thọ nếu tình cờ gặp vị nào mặt mày nhăn nhó như mới vừa bị chánh phủ cúp tiền già chân đi hai hàng đầu hói một cụm lớn ngay mỏ ác hai tay không ngừng xoa bàn tọa thì hỏng trật đi đầu hết ảnh đó trung sĩ quân cảnh huỳnh văn đông đó bậu à thiệt tội ghê hồ xuân ngọc